Dạ thưa cậu ba, cà phê con pha xong rồi, con vô được không cậu ba? Vô đi. Dạ con mời cậu ba. Sao còn đứng đó? Dạ con đợi cậu ba uống xong rồi con dẹp ly luôn, chứ con sợ mấy con kiến nó vô nó cắn cậu ba. Dạ không phải, ý của con là con sợ mấy con kiến nó phát hiện ra mấy cái mùi thơm với lại đường á, nó sẽ lên cắn cậu ba. Cậu ba không thích thì con đi ra ngoài. Dạ sao vậy cậu ba? Cái này mày gọi là cà phê hả? Dạ cậu ba đau. Mày pha bao nhiêu muỗng đường hả? Dạ con pha có 3 muỗng đường à. Dạ. Tao đã dặn mày là tao uống cà phê ít đường. Cái lỗ tai của mày đi đâu vậy hả? Dạ con quên, con xin lỗi cô ba. Để con đi ra con pha liền ly khác. Lần này mà pha không đúng ý tao á. Dạ. Chết đi. Dạ. Trời ơi đau quá. Bình, lại tao biểu nè. Dạ. Mày vô phòng cậu ba mày lượm mấy miếng miễn giùm tao đi. Dạ. Em. Gì? Bị gì vậy? Bị cậu ba nhéo lỗ tai. Có sao không? Tao gần chết mà hỏi có sao không nữa. Nó lét rồi đó. Ây da. Cái lỗ tai còn dính trên mặt mà, chưa có sức, không có sao đâu. Đồ quỷ. Dạ. Nhìn gì? Lo đi làm đi, dòm nhiều chuyện. Cô vô đây làm chi? Dạ, con vô dọn phòng cho cậu. Chuyện này của kẻ ăn người ở làm rồi, không phải chuyện của cô. Ra ngoài. Dạ, cậu ơi, bà chủ bà mướn con rồi, nên bắt đầu từ bữa nay con là người ăn kẻ ở trong nhà này. Vậy à? Dạ. Ủa mà sao cô biết trong phòng này có ly bể mà cô vô đây dọn? Dạ, chị Hiểm chị biểu con á. Dạ, cậu ba để con dọn tiếp. Dạ. Xong dọn tiếp đi. Dạ, con dọn liền nè cậu ba. Dạ, con xin lỗi. Lỗi gì? Dạ, xin lỗi con không có gọn gàng. Tuy là có hơi không gọn gàng, nhưng không sao. Tao thích như vậy. Dọn tiếp đi. Dạ. Con Hiểm đâu? Dạ. Dạ. Dạ cậu ba cứu con. Dọn hết cái đống này cho tao. Con Bình bỏ xuống, đi theo tao. đi đâu vậy? Cái gì vậy? Tại sao lại mình dọn? Cậu ba gọi con ra đây có chuyện gì không? Săn cao ống quần lên. Dạ. Cậu ba nói gì? Tao biểu mày săn cao ống quần lên. Dạ, nhưng mà tại sao phải săn ống quần lên vậy? Người hầu thì phải gọn gàng. Tao không thích nhìn người lượm thượm. Dạ. Cao lên nữa. Dạ. Vẫn còn thấp. Cao hơn chút nữa. Dạ. Nhưng mà con thấy gì là cao lắm. Tao biểu cao lên chút nữa. Dạ. Dạ con thấy vậy là cao lắm luôn rồi đó cậu. Tao biểu cao lên chút nữa. Dạ. Cậu muốn sai con làm chuyện gì? Không làm gì hết. Đứng yên cho tao ngắm. Dạ. Cậu biểu gì con nghe không rõ. Tao nói là mày đứng yên cho tao ngắm. Không được nhúc nhích. Xoay người lại. Xoay lại. Đứng im. Dạ. Còn nói là cho con mình chết luôn. Cái gì? Cái gì mà cười hí hí? Mình làm gì mà chết luôn? Ai biểu nó ngu. Nó vô phòng cậu ba dọn mấy mí miễn mà không xong. Cậu ba ngứa mắt quá, lôi ra giường quánh cho một trận. Hiểm, con có ghét ai á thì để trong bụng á, chứ đừng có ác mồm ác miệng vậy, không có tốt đâu. Vì vậy nó đúng rồi đó. Không có tốt đâu. Chù ẻo người ta là không có hay đó. Chù ẻo cái gì? Chút nữa hả? Hai người thấy cái thây nó vô đây là biết liền chứ gì. Trời ơi đã quá. Hiểm, nói vậy là mình bị đòn thiệt đó hả? Ủa, nói nghe nè, bộ chưa thấy ở đợ bị ăn đòn lần nào hả? Mà tôi nhớ là cậu ba cậu quánh anh nhiều lần lắm rồi, mà sao giờ anh hỏi tôi giờ? Dì Bảy ơi, vậy là mình bị đánh thiệt rồi. Chắc mới vô nhà không biết phép tắc gì đó. Chắc là thế nào cũng bị đánh tơi bời qua lá quệ rồi. Hiểm nè, mà bay cũng thiệt là ích kỷ đó. Đã biết cậu ba khó tánh như vậy, còn sai con Bình vô trong đó mận gì. Để bị đánh chứ làm gì. Trời ơi, thiệt tình. Chị Bảy, để con phụ cho. Bình, Con sao rồi, có bị đau lắm không con? Ủa sao lại đau gì Bảy? Ý Bảy hỏi á là cái vụ Bình với lại cậu ba á. Biết hết trơn rồi, có gì đâu mà xấu hổ. Mọi người biết hết rồi hả? Biết hết rồi. Dạ thiệt tình á là con cũng không biết tại sao cậu ba lại làm như vậy nữa. Mà con không hiểu chân con có gì đâu mà sao cậu ba đời dòm con không biết nữa. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Con nói gì? Cậu ba đòi dòm cái chân của con. Dạ. Cái gì? Con có vụ dòm chân nữa hả? Dạ. Chứ không phải mọi người biết hết rồi sao? Không phải, mọi người ở đây biết á, là biết cái vụ Bình bị cậu ba đánh, chứ chưa biết cái vụ là Bình bị cậu ba dòm chân. Cậu ba không có đánh mình. Cậu ba biểu á là em săn quần lên cho cậu ba coi, vậy thôi à. Mày xạo mày. Chân mày có gì đâu mà cậu ba coi? Sao cậu ba không kêu tao săn chân lên cho cậu ba coi? Em cũng đâu có biết đâu. Cậu ba biểu em săn lên thì em săn thôi. Là không có đánh hả? Dạ không. Con có bị đòn hả? Dạ, con nói thiệt mà, cậu ba không có đánh con một đôi nào hết á. Sao cậu ba không bao giờ dùm chân tôi hết ta? Cậu ba ơi, cậu ba đừng có bắn con trâu của con. Con lại cậu ba đó. Cậu ba làm ơn đừng có bắn mà. Dạ. Con trâu của mày? Dạ dạ, con chỉ đi giữ trâu mướn thôi, chứ con làm gì có tiền mua nổ con trâu cậu ba. Mày dám dắt trâu vô đất của tao để nó phá? Dạ dạ dạ, con không dám. Cứ cho vàng con cũng không dám cậu ba. Chỉ tại lúc nãy con đau bụng quá cho nên con mới về. Vừa ngồi xuống á là con trâu nó xúc dây nó chạy vô đất của cậu ba, chứ con không có dám đâu cậu ba. Cậu ba ơi, con xin cậu ba tha cho con trâu của con lần này đi cậu ba. Con lại cậu ba đó. Nghe mày nói tao thấy tội nghiệp. Dạ. Tao tha. Dạ dạ dạ, con cảm ơn cậu ba, con cảm ơn cậu ba. Tránh qua một bên. Dạ. Tao không bắn con trâu của mày nữa. Dạ dạ, con cảm ơn cậu ba, con cảm ơn cậu ba. Tao chỉ mổ bụng của nó để coi nó có ăn lúa của tao không. Ê, cậu ba ơi, cậu ba ơi, cậu ba con lại cậu ba, con lại cậu ba. Cậu ba ơi, cậu ba kiểu này mà nó chết là gia đình con không có sống nổi đâu cậu ba. Đã biết vậy sao còn dắt mấy con trâu qua đây? Mày coi tao không ra gì hả? Dạ dạ dạ, con không có dám. Tại bên làng của con hết cỏ rồi cậu ba. Hết cỏ thì lấy rơm cho nó ăn. Tại sao dám nhậu ngoài đất của tao? Dạ tại chủ con kêu. Chủ của mày? Dạ. Vậy ra chủ của mày là ai? Dạ là ông Trương. Hội đồng Trương. Thì ra là ổng. Rồi giờ mày tính xử vụ này làm sao? Dạ cậu ba, hay là cậu ba đánh con đi cậu ba. Cậu ba đánh con đi rồi cậu ba. Dạ, cậu ba đánh con đi rồi cậu ba tha cho con trâu của con đi cậu ba. Cúi mặt xuống. Dạ. Lần đầu tiên tôi cảnh cáo mày. À, cậu ba ơi, con lại cậu ba ơi. Cậu ba ơi, cậu ba làm ơn tha cho con đi cậu ba ơi. Bây giờ tao lại hết thích đánh mày rồi. Tao thích bắn lộ đồ con trâu hơn. Cậu ba ơi, con lại cậu ba ơi. Cậu ba ơi, con không có tiền con đền cho ông Trương đâu cậu ba ơi. Con lại cậu ba mà. Có làm có chịu. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày. Dạ. Mày sợ ông Trương hơn là sợ tao phải không? Dạ không. ai con cũng sợ hết đó. Sợ ai hơn? Dạ con sợ cô ba hơn, cô ba ơi. Dạ. Tránh ra, đừng cản mũi súng của tao nữa. Cô ba ơi. Dạ. Con xin cô ba tha cho con trâu con lần này đi cô ba. Cô ba ơi. Cô ba. Nếu mày có gan thì đứng dậy cho tao bắn, thì tao sẽ thả hai con trâu của mày. Mày chọn đi. Cô ba. Sao? Cô ba ơi, cô ba ơi, con xin cô ba mà. Cô ba ơi, cô ba. Nếu không dám thì đứng tránh qua một bên cho tao. Dạ. Con dám. Ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vô mặt tao. Lần này tao cảnh cáo. Lần này tao cảnh cáo, lần sau đừng có trách tao nghe chưa? Nghe chưa? Mày về nấu với ông Trương, vuốt mặt phải để mũi. Dạ. Giật hai con trâu ra khỏi đất tao. Dạ. Hôm anh ngủ được không? Ngủ ngon chứ. Còn Bình, lại chỗ ngủ được không? Em á hả? Ừ, dạ được. Hồi nhỏ em quen ngủ ngoài gốc rạ cây rơm rồi. Cho nên em ngủ chỗ nào cũng được hết á. Phải ráng ngủ được mới có sức làm nha. Nhà này nhiều công chuyện lắm. Ủa, mà sao anh thấy em thức sớm vậy? Mai mốt tranh thủ ngủ thêm miếng nữa, không có sao đâu. Dạ, em á, ở dưới quê á, em cũng quen rồi. Cứ gà gái cái là em thức dậy à. Em nhóm lửa, bắt ấm nước cho dì Bảy rồi. Bây giờ em ra cho heo ăn nè. Trời, giỏi dữ ta. À, anh Lũ, hồi hôm qua em thấy ở nhà này nè có chiếc xe hơi đẹp, thiệt là đẹp luôn á anh Lũ. Chắc là chạy ngon lắm hả anh? Trời ơi là trời, chiếc xe này là đẹp nhất lục tỉnh đó. Vậy á hả? Nó mà chạy là không có chiếc nào dí lại nó luôn á. Nó là được cậu chủ cưng nhất luôn. Thiệt hả anh? Thiệt chứ. Trời ơi, nhiều lúc quá hả, là tôi cũng khốn khổ với nó lắm luôn. Trời đất ơi, sao anh lại khổ với nó? Tôi đâu có muốn khổ với nó đâu, mà mình không biết thôi. Mỗi lần á, nó chỉ cần dơ một chút xíu, hay là trên xe có một miếng bụi, là y như rằng tôi bị cậu chủ sáng một bập tay, xéo quai hàm luôn. Cái gì? Xéo quai hàm luôn á hả? Thiệt mà. Trời ơi, cái gì mà ác dữ vậy? Xe dính bụi á, thì mình lau chút xíu là sạch thôi mà. Mà anh, em nghe mọi người nói á, ai cũng sợ cậu ba hết. Bộ cậu ba dữ lắm hả anh? Trời, nhà này nói chung ai cũng dữ hết á, nhưng mà cậu ba là dữ nhất, nóng tính nhất. Trời ơi. Từ từ đi rồi mình sẽ biết. Nhưng mà cách tốt nhất á, là mình nên tránh xa cậu ba ra. Nếu không có chuyện gì thì đừng có lại gần cậu ba. Đảng quả cậu ba sáng một bọc tay, xéo qua hàm ráng chịu. Dạ, thiệt, em biết rồi. Ghê lắm đó. Rồi, em cảm ơn anh. Phải đi gánh nước cho đầy hàng luôn. Mấy đứa xe nè, ông ấy bị sáng xéo qua hàm nữa. Qua ăn đi nè. Dạ, con 13. Trời đất ơi, sao bữa nay cái nước gì mà lạnh dữ vậy? Lạnh lắm hả bà? Vậy bà đợi con chút, con ra con pha thêm nước ấm. Dạ, nước ấm rồi bà. Bữa nay mày thấy con Bình sao? Nó có làm được chuyện không? Nó có làm biếng không? Dạ, nó thì không có làm biếng, mà nó ở dơ lắm bà ơi. Nó đụng vô cái gì là hư cái nấy, toàn là con phải sửa lại hết á. Nó là người mới, chưa có hiểu hết phép tắc ở trong nhà, có gì thì bây cũng phải dạy bảo nó chứ. Dạ, cái này thì bà yên tâm đi, con sẽ tận tâm dạy dỗ nó. À, mà bà cũng biết rồi đó, hồi đó giờ á, người ở trong cái nhà này là một tay cô uống nắng không á. Thôi đi, còn M2 bay làm sao? Từ bữa mà cậu ba về tới giờ, vậy M2 bay có nói gì không? Dạ không. Dạ mà có. M2 nói là cậu ba về vậy á thì càng tốt, có thể phụ cậu hai á trong coi sổ sách ruộng vườn. Vụ mùa năm nay mà có cậu ba đi á là không có lo tới điền thiếu nợ. Vậy hả? Hai sáng có nói thiệt vậy đó hả? Dạ có. À, con còn nghe á, M2 nói với cậu hai là ráng lên để mà kiếm cháu cho bà ẩm bồng đó. Ráng cái gì mà ráng? Nó còn dám kêu Khải Văn ráng lên nữa. Nó làm như cái chuyện không có con á là tại Khải Văn vậy. Dạ thưa bà, chuyện này tại vì cô thấy tối nào á M2 cũng cho cậu hai uống một tô thuốc bổ bự thiệt là bự. Cái gì? Cho uống thuốc bổ hả? Dạ. Trời đất ơi, con hay sáng đâu? Chết rồi. Trời ơi, mình nói cái gì vậy? Mình nói cái gì vậy? Trời ơi, như chị. Ba. Dạ, có ba xong rồi. Thôi con. Mày nói mày sao mày? Đánh gì là phải đánh cho nó bóng, không được để là dính ố đâu hết. Sao mày không nghe? Dạ con xin lỗi cô ba, hồi nãy con đánh bóng rồi, chắc tại tay con dơ nên con mờ chút xíu. Dạ để con đánh lại cô ba. Mày đứng lại đó, dám chạy hả? Con đi mà hai. Chị Bảy, chị chạy nè, dám chạy nè. Đứng lại, chúng con đi mà mò. Đứng lại đi ba, con chạy con đi mò. Con nhỏ này, mày dám chạy hả? Mày dám chạy hả mày? Lại bỏ. Đứng lại đi ta. Mày đứng lại chưa? Đánh cho mày vừa nè. Đánh cho mày vừa nè. Dám chạy không? Chết nè. Chết đi. Bình nè, con sợ lắm phải không? Nè, uống nước đi con. Con cảm ơn dì Bảy. Chắc con sợ lắm phải không? Dạ. Sống trong nhà này con còn chứng kiến cảnh này dài dài đó. Không phải mình con hiểm, thằng Lũ là bị đòn thôi đâu. Kể cả con và tất cả mọi người trong nhà này cũng vậy, sẽ bị đòn tối ngày luôn. Dì Bảy, bộ ở trong nhà này ai cũng hung dữ vậy luôn hả dì Bảy? Trong nhà này chỉ có mình cậu hai là người hiền nhất. Rồi người dữ dằn hung dữ khó chịu nhất là cậu ba. Rồi tới mợ hai. Nè, con mần chuyện gì thì phải ráng lấy lòng hai người đó đó nghe. Chứ không thôi con sẽ bị đòn chết luôn á. Dạ, nhưng mà con thấy chị Hiển chị cũng biết lấy lòng mợ hai lắm. Mà sao chị cũng bị đánh dữ quá trời luôn dì Bảy? Thì là... Mày im đi! Mày mà bị mợ hai đánh mày cũng không có nguyên vẹn như tao đâu. Thôi đừng có sanh sự nữa. Đưa cái mặt đây dì coi coi. Đưa coi. Trời ơi, coi bộ sưng dữ đà. Cái kiểu này thì phải đắp muối, chứ không thôi ngày mơi là con mắt con hết thấy đường luôn đó. Mày đi nấu cơm đi, mắt tao bị sưng rồi. Chị đau thì chị nghỉ ngơi đi, để cơm đó tôi nấu cho. Thôi đi đi con. Chị Năm ơi, có nhà không chị Năm? Đấy hang. Chà ơi, tới trễ chút xíu là không gặp rồi. Tôi đang chuẩn bị đi qua đám giỗ bên nhà chú Ba Nghị nè. Trời ơi, tôi ghét, tôi rủ chị đi với tôi qua đám giỗ nè. Nhưng mà hình như còn sớm quá. Dạ. Bây giờ thôi vô nhà, mình ngồi mình nói chuyện chút rồi mình đi được không nè? Chà ơi, chị nói gì vậy? Sao mà không được vô nhà? Mời chị Hội vô nhà. Dạ. Nè, mày đứng đây chờ tao nha. Dạ. Dạ. Dạ, mời chị Hội ngồi. Dạ. Sắp nhỏ đâu? Dạ. Lo trà nước mời khách quý nghe vậy. Dạ. Tôi thấy nhà cửa chị coi bộ gọn gàng sạch sẽ quá đi. Dạ. Dạ con chào bà. Nhỏ dâu tụi nó về hội. Dạ con mời bà. Nè, con tên Dung phải không? Dạ phải. Con là Hạnh Dung. Ba con là Tư Đăng. Dạ con có mướn ruộng nhà bà làm mà. Bầu được mấy tháng rồi? Dạ, con được 6 tháng rồi bà. 6 tháng rồi. Bầu bì gần tới ngày tới tháng rồi. Con đi đứng phải cẩn thận nha. Dạ. Tôi nói hoài mà nó đâu có nghe đâu. Biểu mướn thêm người làm mà nó không có chịu. Chị coi, nhà cửa mênh mông vậy mà một tay nó quán xuyến hết. Lớp chồng, lớp con, lớp phải hầu má chồng, liền tay liền chân, mà lúc nào cái miệng nó cũng cười tươi rói vậy à. Con, mấy đứa rồi? Dạ, con được 3 đứa rồi. Còn đứa này là đứa thứ 4. Bèn ơi, 4 đứa hả? Dạ. Thôi làm gì mà nhanh dữ thần vậy? Nếu gì nhớ không lầm thì đám cưới của con sau đám cưới của con Hai Sáng, dâu của dì mà. Dạ. Nó đám cưới sau con Hai Sáng 1 năm, 4 năm, sanh năm 1, Thành ra bốn đứa có gì đâu lạ. Sanh năm một có gì lạ đâu ha. Dạ. Chỉ tại con dâu của tôi 5 năm trời mà không sanh được đứa nào mới lạ thôi. Dạ thôi. Má với lại dì ở lại nói chuyện, con ra sao nấu cơm ạ. Con xin phép. Phải năm đó tôi nghe lời bà cưới con Dung cho thằng Khải Văn, thì bây giờ con cháu đề quê rồi. Bà còn nói nữa. Năm đó bà làm tôi quê gần chết vậy. Tôi đi mỏi chân rã cẳng mới tìm được con Dung để làm mối cho bà. Con người ta xinh đẹp, gia đình danh giá, ngay cả cậu Văn con của bà mới nhìn đã ưng bụng rồi. Vậy mà bà không có chịu. Trời ơi, tôi có chê khen gì đâu. Ngặt nổi nó tuổi Dần, mà thằng Văn tuổi Hợi, Dần thân tỵ Hợi, tứ hành xung. Nó lại lớn mạng hơn con tôi, mần sao mà tôi dám cưới chứ. Lỡ khóc, lỡ cười, tôi mới đành phải cưới nó cho con trai của tôi chứ. Mà cái thằng con trai của tôi á, nó cũng tuổi Hợi, bằng tuổi cậu Văn con của bà. Kỵ tuổi đâu không thấy, chỉ thấy thằng con trai của tôi ngày càng khấm khá. Mà chuyện tôi ưng nhất á là nó sanh cho tôi một bầy cháu nội. Đứa nào đứa nấy cũng tròn do mũm mỉm. Mà thôi, đừng có nhắc chuyện ngày xưa nữa, nói chuyện hiện tại đi. Chị Hội ghé gặp tôi có chuyện gì không? Có đó, cũng có chút chuyện. Chuyện gì? Bữa nay tôi muốn nhờ cái tài mát tay của bà kiếm giùm một đứa con dâu. Thôi đi chị ơi, chuyện gì cũng phải từ từ thủng thẳng. Chưa gì đã muốn cưới vợ hai cho cậu Văn rồi. Trời, ai nói bà tôi kiếm vợ cho thằng Khải Văn. Cái bà này thiết là... Tôi tưởng kiếm vợ hai cho cậu Văn mà không phải. Không lẽ chị... Tôi kiếm vợ cho thằng Duy. Kiếm vợ cho cậu ba Duy. Nhưng tôi nhớ bà cho cậu ấy đi du học ở nước ngoài rồi mà. Nó về rồi. Vậy à? Nè, bà nhắm coi có mối nào ngon kiếm giùm tôi một đứa đi, cũng hơi gấp á. Chuyện này coi bộ khó à nghe. Tôi biết bà còn giận chuyện xưa. Thôi cho tôi xin lỗi nha. Chỗ bạn bè lâu năm bỏ qua đi. Ráng kiếm giùm tôi một đứa con dâu đẹp người, đẹp nết, mắng con như con dâu của bà vậy. Rồi á, bà muốn bao nhiêu á, tôi cũng xin hậu tạ hết cho bà. Tôi không có nói chuyện này. Chỉ là chuyện của cậu ba gây ra năm xưa á, cả cái xứ này ai mà không biết, cho nên hơi khó. Xứ mình không được thì đi qua vùng khác. Bà quen biết rộng, lo gì. Thôi được rồi, nể tình chị, tôi sẽ ráng cất công kiếm một phen. Mà nè, chưa có chắc chắn đâu à nghe. Đừng có hy vọng nhiều quá rồi lỡ như... Trời ơi, không có lỡ như gì hết á. Kiếm giùm tôi đi, tiền mai mối á không có ít đâu à. Nếu chị đã nói vậy, tôi tận tâm một chuyến coi làm sao. Thôi, trễ rồi, mình đi qua đám giỗ đi. Không thôi thím bà Nghị thím chờ. Dung ơi. Dạ. Coi nhà cho má qua đám giỗ nghe con. Dạ. Đi chị. Hợi? Anh làm gì mà cứ quan tâm tới mấy cái bụi lúa này hoài vậy anh Hợi? Thì anh lo cho vụ mùa năm nay. Nhiều hạt lép như vậy chắc là sẽ thất thu đó. Thất hay trúng á thì có can hệ gì tới anh đâu mà anh lo. Đằng nào thì đám tá điền nó cũng phải đông đủ vụ lúa nhà nhà mình nè. Đành là trúng hay thất gì thì người ta cũng sẽ đông đủ lúa. Nhưng tội nghiệp người ta lắm ấy mà. Đông lúa cho mình xong là hầu hết gia đình tá điền đã chẳng còn lại bao nhiêu lúa để trữ mà ăn. Anh của tôi đúng là dư lòng tốt, dễ động lòng vì những chuyện tầm phào. Hèn gì trong coi sổ sách bao nhiêu năm rồi mà má vẫn chưa đưa ruộng vườn cho anh quản lý. Chuyện có được quản lý đất đai hay là ruộng nương hay không á thì đối với anh không quan trọng. Ngặt nỗi chị dâu của em không nghĩ vậy. Lúc nào cũng sợ má giao hết ruộng nương cho em, rồi em sẽ tống cổ anh chị ra khỏi nhà. Rồi anh có tin không? Dĩ nhiên là anh không tin rồi. Em làm sao mà tống cổ anh ra khỏi nhà được chứ hả? Cái đó không nói trước được đâu. Còn hai kìa, không cần phải sợ tới như vậy. Em không tranh giành tài sản với anh Đôn hai. Với lại ý tưởng của em không có nằm trên những cái mẫu ruộng khô cằn này. Em vẫn giữ ý định lập đồn điền. Không thể thay đổi được ý tưởng của em. Nhưng mà để đạt được chuyện này, trước mắt em phải làm vừa lòng má, nhanh chóng cưới vợ, rồi sanh liền cho má một bầy cháu. Anh không nghĩ là em dễ dàng chấp nhận cưới một cô vợ do má chọn. Không chấp nhận cũng không được. Vì mấy bữa nay á, má đi qua nhà bà Năm Trầu nhờ bà làm mai mối. Nhưng mà anh yên tâm đi, cho dù má có đi mỏi chân cũng không nhà nào chịu gả con gái cho em đâu. Anh quên em từng là đứa giết người hay sao? Có cô gái nào mà chịu lấy một kẻ sát nhân để làm chồng chứ? Hôm qua giờ chưa thấy bớt hả? Anh còn đau nhiều không? Không sao đâu, hơi hơi à. Mà tôi bị vậy quen rồi, vài bữa nữa hết hả? Thiệt á, cậu ba quá đáng thiệt luôn á. Giày mà chưa sạch á thì biểu lao lại, chứ làm gì mà đạp anh ra nông nổi gì luôn á. Thiệt á, em ghét cậu ba quá. Cô dám nói cậu ba vậy, cậu ba mà nghe được cô bị ăn đòn á. Thì em có làm sao em nói vậy, em có nói thêm nói bớt gì đâu. Với lại á, ở đây chỉ có em với anh, với lại mấy người ở đợi chung với mình nè. Cậu ba không nghe được đâu mà sợ. Vậy mà nghe được hết đó. Nghe anh nói nè, ở trong nhà này em phải coi chừng con hiểm nghe. Đó không phải là người tốt đâu. Con hiểm á, nó là tai mắt của bà chủ đó. Em đừng bao giờ nói xấu bà chủ hay bất cứ ai trong nhà này trước mặt nó, nhớ nghe. Em đâu có nói xấu ai. Nhưng mà em thấy kỳ quá à. Chị Hiểm tại sao phải đi mét bà chủ để làm cái gì? Cùng là thân phận ở đợi như nhau thì phải thương nhau chứ. Anh hiểu, nhưng mà nó khác. Nó là một đứa nịnh bợ. Nó kiếm cớ, nó dựng chuyện rồi kể lại cho bà chủ nghe để nó lập công. Ở trong nhà này ai cũng sợ nó hết. Em mới vô nên không biết, rồi từ từ em sẽ hiểu. Dạ, anh đưa đây, em đắp cho. Lẹ đi, dễ sưng á. Đỏ hết rồi nè. Nè, mới sáng sớm công việc thì còn đăng đăng đê đê, không lo làm mà ra đây đứng tư tình. Có tin tao mép bà chủ không hả? Chị nói gì kỳ vậy? Cái gì mà tư tình chứ. Anh Lũ á, ảnh bị cậu ba đạp cho nên tôi lấy muối đắp cho ảnh. Cái gì mà tư tình? Chị nói gì khó nghe quá đi. Tao nói vậy đó, khó nghe thì làm gì được tao. Thôi, cho tôi xin. Đừng có cãi lộn nhau nữa, tôi xin can. Tôi hết đau rồi, để tôi đi làm. Để tình mày là người mới vô, chưa biết phép tắc, cho nên tao tha lần này đó. Phép tắc gì chứ? Phép tắc là tôn ti trật tự. Trong cái nhà này, sau bà chủ, sau cậu mợ hai, là đến tao, mày biết chưa? Bà chủ giao cho tao nhiệm vụ là dạy dỗ những đứa mới vô như mày đó. Từ bây giờ, mọi thứ nhất nhất mày phải nghe theo lời của tao. Với lại, tao lớn tuổi hơn mày, mày phải kêu tao bằng chị. Tôi là người mới vô, tôi phải nghe lời người cũ là điều hiển nhiên rồi, tôi không có cãi. Chị lớn hơn tôi kêu chị bằng chị cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng tôi nghĩ người có quyền sau bà chủ là dì Bảy mới phải chứ. Cái gì? Mày nói vậy là mày không phục hả? À, tao biết rồi. Ý mày muốn nói là bà chủ không biết chuyện đúng không? Được, mày chờ đó, tao lên tao mét bà chủ cho mày coi. Chị mét thì chị cứ mét đi, nhưng tôi nhắc cho chị biết, bây giờ cũng trưa trật rồi. Chị mà không lên nấu cơm á là sẽ bị cậu chủ la cho coi. Hồi hôm qua á, chị đã bị cậu chủ hất nguyên một mâm cơm rồi. Chị có muốn hôm nay cậu chủ hất nguyên một mâm cơm nữa không? Vậy mày còn đứng đó làm gì nữa? Mau vô phụ tao làm cơm. Nhanh lên. Nè, chị đâu đó? Dạ, con theo chị Hiểm, phụ chị Hiểm nấu cơm. Nấu cơm là chuyện của con Hiểm từ đó tới giờ, không cần phải phụ. Dạ, nhưng mà hôm nay chị Hiểm đi chợ trễ, nếu con mà không phụ thì sẽ không kịp. Đại biểu. Dạ. Trong cái nhà này, khi tao nói là không được quyền trả lời, nghe chứ? Nghe chưa? Bây giờ nè, tao nói mày nghe không? Mày câm hả? Con không có câm. Vậy sao mày không trả lời? Tại cậu ba mới biểu có không được nói. Thì bây giờ cho quyền nói nè. Nghe, công việc của mày là từ giờ trở đi là chăm sóc con gà đá này cho tao. Trời đất, mày ốm nhẹ nhàng nó một chút, mày phải nâng niu nó chứ. Dạ. Tao nói rồi đó nha, nó mà rụng một cọng lông nào á là mày có chuyện tao đó, nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Dì Bảy chết rồi, có chuyện rồi. Cái gì? Ai chết? Chết cái gì? Chết em Bình chết rồi. Hả? Con Bình nó làm sao? Em Bình chết à? Không phải, cậu ba đem một con gà đá về đưa cho em Bình giữ. Hả? Như vậy là chết con Bình rồi. Chết thiệt rồi. Dì Bảy ơi, em Bình ngây thơ không biết chuyện gì hết, cậu ba đưa con gà đá cho em Bình, em Bình lấy tay ôm liền. Chết thiệt rồi. Dì Bảy nghĩ cách cứu em Bình đi dì Bảy. Trời ơi, biểu gì nghĩ cách, bay làm như mới làm gia đình trong nhà này ngày 1, ngày 2 vậy. Lệnh của cậu ba, bà chủ còn chưa dám cãi, nó huống chi là gì. Bây giờ sao? Vậy là chết em Bình thiệt rồi. Không được rồi. Lũ. Dạ. Bây giờ bay chạy đi đâu? Con chạy đi nói cho em Bình biết. Trời ơi, bay tính nói cái gì cho con Bình biết? Thì con nói hết cho em Bình biết. Con nói là tại sao thằng Lân bị cậu ba đánh chết. Trời ơi, cái chuyện này bà đã cấm nhắc lại, tụi bay muốn chết sao mà còn nhắc lại nữa. Nhưng mà nếu mà không nói cho em mình biết, con sợ có chuyện không hay cho Bình. Nhắc lại chưa chắc đã tốn cho con Bình đâu, không kéo lại làm cho nó sợ hãi thêm nữa. Chi bằng con cứ để cho nó sống hồn nhiên như vậy đi. Nhưng mà con sợ lỡ như... Thương con Bình á thì mày phải ráng phụ nó coi sóc con gà cho thiệt tốt, đừng để xảy ra chuyện là được rồi. Dạ. Sống chết có số, đã là phận tôi đòi thì phải cam chịu thôi con ơi. Bong bóng bang bang nên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hẩm cháo qua nhà ngươi. Bong bong, ấy tao quên, mày là con gà chứ đâu phải con cá đâu mà hát bong bóng. Phải hát như vậy mới đúng nè. Ồ ồ ồ ồ, gà ăn lúa vàng lúa bạc nhà ta, chứ ăn lúa hẩm gạo qua nhà ngươi. Ê, mày cười gì vậy? Dạ con xin lỗi cậu ba, nhưng mà con... Mày cười đã chưa? Dạ, dạ. Mày cười xong rồi nói, chứ vừa cười vừa nói ai nghe cho được. Dạ, dạ con, dạ con. Mày điên rồi hả? Tự nhiên mày cũng cười được. Dạ con không có bị điên, mà tại vì con hát cho con gà nó nghe, mà con mắc cười quá con nhìn không có được. Mày hát cho con gà nghe hả? Dạ. Ủa con gà biết nghe hát luôn hả? Dạ nó biết nó nghe cậu. Mà chắc tại con hát cũng hay, cho nên là nó thích nghe vậy á mà. Mà cậu ba có thích nghe con hát không? Con hát thử cho cậu ba nghe nha, con hát hay lắm á. Hát thử tao nghe. Dạ. Mà mày hát cái bài hồi nãy mày mới hát cho con gà nghe. Cậu ba muốn nghe con hát bài hồi nãy á hả? Ui, con không hát đâu. Tại sao? Con sợ con hát cái cậu ba mắc cười. Cậu ba cười rồi cậu ba đau bụng, cái cậu ba đánh con á. Thôi để con hát bài khác nha. Tao biểu mày hát cái bài mà mày đã hát cho con gà nghe, không có được cãi. Dạ cậu ba biểu thì con không có dám cãi, nhưng mà cậu ba có mắc cười thì cậu ba cũng ráng chịu nha. Không có phải lỗi của con đâu, con nói trước rồi đó. Hát nhanh đi. Dạ. Mày giỡn mặt tao đó hả? Dạ dạ con hát liền nè. Ồ ồ ồ, gà ăn lúa vàng lúa bạc nhà ta, chứ ăn lúa hẩm gạo qua nhà người. Ồ ồ ồ. Mày hát bài này cho con gà nghe hả? Dạ. Thấy chưa? Trời ơi, con đã nói rồi mà, cậu ba thế nào cũng cười, thấy chưa? Bây giờ cậu ba cười rồi, nhưng mà cậu ba hứa rồi đó nha, cậu ba không được đánh đòn con á. Không đánh thì không đánh, nhưng mà mày phải hát một bài nữa cho tao nghe. Hát nữa hả cậu ba? Nếu vậy á thì con sẽ hát một bài ruột cho cậu ba nghe nha, đảm bảo cậu ba sẽ thích liền. À khoan, cậu ba đợi con nghe. Cậu ba đứng đây đi, cậu ba đứng đây nè, đợi con nha. Dạ cậu ba, đây nè. Cậu ba ngồi đi cậu ba. Cậu ba ngồi xuống. Đó, con mời cậu ba uống nước. Âu ơ, má ơi con vịt chết chìm, thò tay con vớn. Âu ơ, thò tay con vớn, con cá liềm kìm, nó cắn con. Vậy cậu ba chém sạc. Trời, chém sạc. Cậu ba có sao không cậu ba? Cậu ba, chém sạc. Cậu ba có sao không cậu ba? Con xin lỗi cậu ba nha. Dạ, con xin lỗi. Hát lại tao nghe. Hát lại hả? Ừ. Nhưng mà cậu ba mới sạc mà. Dạ, rồi con hát lại. Nhưng mà con hát rồi cậu ba đừng sạc nữa nha. Âu ơ, má ơi con vịnh chết chìm, thò tay con vớn. Ồ ơ, thò tay con vớn, con cá liềm kìm, nó cắn con. Trời, chết rồi cậu ba ơi, con xin lỗi cậu ba nha. Cậu ba sặc nữa rồi thấy chưa, con nói rồi mà. Con xin lỗi cậu ba. Em! Dạ! Dạ, cậu kêu con. Hôm qua tao biểu mày cái gì? Tao hỏi hôm qua tao biểu mày cái gì? Sao không nói? Dạ, cậu ba biểu gì? Con không nhớ. Không nhớ hả? Lời tao dặn mà mày dám không nhớ hả? Vậy thì mày cắt bỏ cái lỗ tai mày luôn đi. Dạ, không phải. Không phải là cậu ba dạy mà con không có nhớ. Mà tại vì cậu ba dạy cùng một lúc nhiều việc quá nên con không biết cậu ba nói tới việc nào. Vậy thì bây giờ mày nhớ hôm qua tao dặn mày cái gì rồi chứ? Dạ, hôm qua cậu ba dặn con là đừng có ướp bò bít tết mặn. Con đã làm lại cái cậu ba rồi mà. Mày dám trả treo với tao hả mày? Đi ra kêu quỳ gối. Đợi tao ăn xong rồi xử tiếp. Thiệt là khờ quá. Đã biết cậu ba khó tính xưa nay, không có thích người ở trả lời. Chẳng thà mình nhận lỗi đi, còn ít bị đòn hơn nữa. Mình đâu? Dạ 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 con. Gửi chiếc cặp khác cho tao. Dạ dạ con đi liền. Cái nại đâu? Hả? Ai nấu? Dạ. Dạ. Trời ơi, con hiểm này. Rõ ràng là canh nó nêm. Giờ nó đổ thừa cho em Bình là sao? Cái thứ đồ ác nhân thất đức mà. Con hiểm nó xấu tính xưa nay rồi mà. Thế nào con Bình cũng bị đòn quang cho coi. Canh này ai nấu? Dạ. Dạ. Tao hỏi cái này ai nấu? Con nấu. Khờ quá tự nhận mình đi nấu chi không biết nữa. Chắc là nó tội nghiệp con hiểm. Tội nghiệp hiểm gì? Con hiểm có bao giờ tội nghiệp em Bình đâu. Khờ chi mà khờ quá trời vậy. Tao cho mày nói lại một lần nữa. Canh này có phải do mày nấu hay không? Đừng bao giờ ngu ngốc nhận tội tha cho người khác. Ăn đòn không có dễ chịu đâu. Canh này ai nấu? Dạ. Dạ con nấu. Mày nấu canh rất là ngon. Cậu nói ngon đúng hả? Mày nấu canh rất là vừa miệng tao. À, dạ nhưng mà canh này... Khi tao nói chuyện không được cắt ngang lời tao nói nghe chưa. Thưởng công cho mày nấu canh ngon. Hôm nay mày khỏi rửa chén. Phần dọn dẹp đó để nguyên cho con hiểm nó làm hết. Dạ canh này của con. Tao đã nói khi tao đang nói không được cắt ngang lời tao. Mày muốn nhịn nói luôn ngày hôm nay không mày? Hả? Dạ không, dạ không. Trời ơi, em Bình có căn tu nên em Bình thoát nạn rồi. Ủa, sao em Bình thoát nạn mà giờ mày không vui vậy? Vui, nhưng mà lo. Mày lo cái gì? Thì... Cậu hai mới đi sớm về hả? Ừ. Cậu hai có khát nước để cậu rót nước. Nè, khỏi đi. Cậu mới uống nước nhà ta điền rồi. Dạ. M2 đâu rồi? Dạ, M2 đang dọn dẹp trong phòng. Dọn dẹp? Dạ. Còn cô không biết sao tự nhiên M2 lại vậy nữa. Rủ ra khỏi phòng, kêu là để tự dọn dẹp trong phòng. Trời sắp bão tới nơi sao tự nhiên dọn dẹp vậy trời. Nghe con Hiệp nói em đang dọn phòng, anh cứ tưởng nó đang nói giỡn, té ra là thật. Em dọn cái gì vậy? Em đang dọn chỗ để đặt bàn thờ Phật. Anh đi lại để coi coi em đặt chỗ này có hợp lý không? Dọn chỗ đặt bàn thờ Phật? Ừ. Đừng có nói là đặt bàn thờ Phật trong buồng ngủ nha. Thì là vậy. Em đã thỉnh tượng Phật về rồi. Thờ Phật thì thờ ở phòng khách, ai lại thờ trong phòng ngủ của vợ chồng bao giờ đâu. Tội lỗi lắm. Anh đúng là không biết cái gì hết trơn á trội á. Mình cầu con thì phải thờ Phật ở trong phòng ngủ mới linh. Anh biết không, tượng Phật này em phải thỉnh từ Liên Hoa Tự về đó. Liên Hoa Tự? Phải. Em nghe mọi người đồn Phật ở đây cầu tự là rất linh. Em phải lặn lội nửa ngày trời mới thỉnh được tượng Phật về đó. Rồi phải hì hụi cả buổi mới dọn xong. Anh thấy em có giỏi không? Giỏi thì có giỏi, nhưng mà sao em không kêu con Hiểm phụ đi mà làm một mình vậy? Cái này người ta gọi là thành tâm thành ý. Anh, sao em linh cảm sắp tới vợ chồng mình sẽ sinh được con á. Linh cảm? Em linh cảm bao nhiêu lần rồi mà có lần nào linh ứng đâu. Thì tại mấy lần trước em không tìm đúng chùa, đúng Phật. Bây giờ em đem cả Phật vô phòng để thờ rồi, sao không linh cho được? Bao nhiêu thầy đã khám rồi, nói anh không có hy vọng gì nhiều, vậy mà em còn tin vô mấy cái chuyện mê tín dị đoan nữa. Trời ơi, cái anh này sao nó lớn quá vậy? Chắc có tai đó. Lỡ như má nghe được là tiêu đời hai vợ chồng mình luôn á. Anh nghĩ cái chuyện này mình cũng không nên giấu má lâu hơn nữa đâu. Trước sau gì má cũng biết chuyện này thôi. Thì hai vợ chồng mình phải cố chứ sao. Có bao nhiêu thì phải hy vọng bấy nhiêu. Nếu không má cưới vợ cho chú ba rồi má sẽ... Em đừng có lo lắng về chuyện này nữa. Cái chuyện cưới vợ cho Khải Duy không có đơn giản đâu. Em đúng là ngu thiệt, cứ lo lắng lung tung. Đúng là ở cả cái xứ này kiếm được một người cho má ưng ý mà chịu lấy chú ba làm chồng thiệt là không dễ dàng. Thôi không nói nữa, đi qua đây với em. Qua đó làm cái gì? Thì lại Phật cầu con. Đi. Khải Duy, tụi tôi tới rồi nè. Khải Duy, bonsoir. Asseyez-vous. Come on, tell vous. Ủa, nó nói gì? Không biết. Vous parlez français. Mày nói tiếng Việt được không? Tụi này không hiểu tiếng ngoại quốc. Tiếng Việt. Ý nó nói là nó quên hết tiếng Việt rồi. Gì? Quên hả? Mới đi có 3 năm mà quên gì trời. Vậy bây giờ mình làm sao mà nói chuyện được với nó đây? Tao giỡn với tụi mày một chút thôi. Tưởng thiệt hả? Trời ơi, thằng quỷ. Trời ơi, thằng quỷ. Nãy giờ tưởng thiệt không à. Dạ thưa ông Dùng Chi à. Em y như cũ. Dạ. Rồi ha, chầu này để cho ba tụi này đãi mày một bữa nha không? Đúng rồi đó. Thời gian còn dài lắm, mấy ông không cần phải dành. Một khi Khải Duy đã quay trở lại thì hãy để tôi lo. Mày nói vậy, mày không về bển nữa à? Bà già ra lệnh về quê cưới vợ. Chịu thôi. Cưới vợ? Vậy là tiêu tùng sự nghiệp ăn chơi đời trái rồi. Tiêu tùng cái gì mà tiêu tùng. Nè thôi, có bây giờ tôi mang cái gì tới cho mấy ông nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời, quá đã nghe. Chúc mừng sự trở lại của Khải Duy. Yo! Anh Duy, đi nước ngoài về có chuyện gì vui kể cho tụi em nghe chứ. Bên đó hả? Chuyện vui nó nhiều lắm. Nhưng mà anh chỉ thích kể chuyện anh phong lưu với mấy em mắt xanh ở bên đó. Không chỉ mấy em thích nghe mà tụi này cũng muốn nghe nữa. Ê, ông kể đi. Con gái ngoại quốc nó có đẹp bằng mấy em ở nước mình không? Làm sao mà nó bằng em được. Đây, thưởng cho tụi em đây. Em cảm ơn Duy. Cảm ơn anh. Anh đúng là công tử hào phóng. Tụi em nhất định sẽ hầu hạ anh thật chu đáo. Vô. Khải Duy, Khải Duy. Vô. Khải Duy. Vô. Thì em ở chỗ này hả? Anh ơi, ủa sao anh biết em đây vậy anh hai? Thì ra anh cũng thường tới đây. Vậy mà làm ra dễ đạo mạo. Em đừng có nói bậy như vậy. Chị hai em mà nghe được á, không có tốt đâu. Những nơi nham nhúi như vậy anh không bao giờ tới. Nhìn anh kìa, em mới cho nó một, anh thanh minh ra một tràng dài. Nhưng mà không sao, chưa tới thì bây giờ tới. Em sẽ nói mấy em hầu hạ anh hai nha. Ê, tụi em ơi, một vụ ảnh để nói chuyện tí. Trời ơi, có làm sao đâu, chơi cho nó vui. Em ra đi. Gì? Anh không phải đến để trác tán. Anh chỉ tới theo lệnh của má. Lệnh của má hả? Ừ, má biết á, chắc chắn em sẽ tới đây nên sai anh tới để kiếm em, rồi kêu em về nhà ngay. Cái gì? Về liền hả? Ừ. Anh không thấy là cuộc vui của em chỉ mới bắt đầu. Má lệnh là bằng mọi giá anh phải đưa em về nhà. Bây giờ em không về á thì sao? Em không về đó. Má đã kêu thầy cai đi theo anh rồi. Nếu như em không về á thì sẽ cho lính tới khám chỗ này ngay lập tức. Anh không thể giả lơ cho em chơi chút xíu được sao anh hai? Giả lơ cho em thì không có gì khó với anh hết. Tuy nhiên anh không muốn em xa vào câu chuyện năm xưa. Khải Duy à, em lớn rồi. Em cũng nên bỏ cái tính ăn chơi đàn điếm đi. Đã một lần rồi, em không có biết sợ sao? Anh Giang, về đi. Anh nói ai ăn chơi đàn điếm vậy? Nếu không phải nể anh á, là anh của thằng Duy á, thì nãy giờ á, tôi không có ngồi yên ở đó đâu. Kêu một tiếng là cảnh sát sẽ ra hầu hạ anh. Bình tĩnh, đi về. Đi về. Thôi được rồi. Anh muốn em về thì em về. Mình về. Thiệt tình, nếu không bị phá đám, giờ này đã cùng đám bạn lên thiên đường rồi. Cái gì vậy trời? Đứa nào vậy? Dạ cậu ba. Mày làm gì mày? Mày nhìn thấy tao như thấy ma vậy mày? Dạ, dạ cậu ba. Trời. Mày sao trên giường mày không ngủ? Mày nằm dưới đất. Dạ. Mày làm tao dấp luôn. Xém chút xíu tao té lộn cổ rồi đó. Con xin lỗi cậu ba. Từ nay con không ngủ dưới đất nữa. Có phải con Hiểm nó đuổi mày xuống đất nằm không? Dạ, dạ không phải. Dạ không phải đâu cậu ba. Tao hỏi sao không nói? Nói đi, đừng có sợ. Nếu đúng như con Hiểm nó đuổi mày xuống đất nằm, tao đánh nó nát xương. Nói. Dạ không, không có, không phải đâu cậu ba. Tại vì con thấy nằm trên gián chật chội nực nội quá, nên con mới xuống đất con ngủ cho nó mát á cậu ba. Mày tính bao che cho nó nữa hả? Mày đừng tưởng là tao không biết rồi qua mặt tao một lần nữa nha. Cậu ba nói con qua mặt lần nữa là sao hả? Lần trước mày không có nấu canh mà mày cũng nhận là mày nấu. Mày tưởng tao không biết hả? Vậy cậu ba biết hết rồi hả? Mới nhìn qua là tao đã biết hết rồi. Mày khôn hồn là từ nay đừng bao giờ qua mặt tao một lần nào nữa, nghe chưa? Dạ. Lần đó cậu ba biết mà sao cậu ba không đánh con? Tại tao ghét con Hiểm. Tao ghét cái thói ma lanh khung vặt của nó, nên tao mới tha cho mày. Bây giờ nói thiệt đi, có phải là nó đuổi mày xuống đất nằm không? Dạ không, không phải đâu. Là tự con xuống dưới đất con ngủ cho mát, thiệt mà. Ủa mà khuya rồi cậu ba không buồn ngủ hay sao mà cậu ba đứng nói chuyện con hoài vậy? Tao thấy đói. Mày coi vô bếp còn Giang dọn ra cho tao. Chàng ơi, cậu ba đói bụng hả? Sao nãy giờ cậu ba không nói sớm? Để con nấu món tuyệt vời này cho cậu ba ăn nha. Cậu ba uống nước đi. Dạ, con biết là cậu ba đói bụng chứ không có khát nước. Nhưng mà cậu ba cứ uống tạm miếng nước đi. Một hồi á là cậu ba hết khó chịu liền à. Đợi khi con nấu đồ ăn xong rồi á, con sẽ dọn ra cho cậu ba ăn liền. Cậu ba tin con đi. Trước đây á, con cũng hay bị đói lắm. Con uống ly nước vô cái là hết khó chịu liền à. Cho nên con có kinh nghiệm lắm. Tao uống hết ly nước này mà không hết khó chịu là mày coi chừng tao đó. Con đảm bảo với cậu á, uống hết ly nước này là cậu hết khó chịu liền. Nếu không á, con sẽ cho cậu ba đánh 10 roi luôn. Dạ xong rồi, con mời cậu ba. Cái gì vậy? Dạ, cơm chiên. Thì ra cái món tuyệt vời của mày là mày lấy cơm nguội mày chiên cho tao ăn. Nửa đêm mà mày cho tao ăn khô cứ ngắt vậy sao tao nuốt nổi? Dạ, cậu ba cứ thử đi. Con bảo đảm với cậu ba là ngon mà. Cậu ba thấy sao? Ngon không cậu ba? Cũng được. Mà trộn cái gì mà hầm ba lần ở trong này vậy? Dạ, con lấy cơm nguội nè. Xong rồi con đập một cái trứng. Rồi con thêm muối, tiêu, thêm chút xíu hành nữa. Phi tỏi thơm lên là con chiên. Mày cũng đói nữa hả? Dạ không, tại con kể xong rồi con thèm. Thèm ăn đi. Dạ con không dám cậu ba, con không dám, con xin lỗi cậu ba. Tại con nói vậy thôi chứ con không. Mày làm gì quýnh quán lên vậy? Tao no rồi, thèm thì ăn đi. Cậu ba nói thiệt hả? Ừ. Dạ. Dạ con cảm ơn cậu ba. Thôi cậu ba đi ngủ đi. Tao muốn thấy mày ăn trước mặt tao. Ăn trước mặt cậu ba hả? Vậy kỳ lắm. Tao biểu ăn thì cứ ăn đi. Dạ. Mà gấp gáp mà má phải chạy đôn chạy đáo, vất vả quá vậy. Trời đất ơi, đi kiếm người thừa kế đối giỏi tông đường mà con không cho là gấp. Vậy theo con á, chuyện gì mới là gấp? Nhưng hôm qua mình mới tới nhà ông Hương Quảng, chưa gì á má là chạy sang nhà ông hội đồng thăng nữa. Má chỉ có một mình Khải Duy thôi. Nếu mà má hỏi cưới nhiều nơi như vậy, lỡ như mọi người đồng ý một lúc hết thì biết chọn ai bỏ ai hả má? Không khéo thì lại mít lòng nhiều người nữa. Cái từng tuổi này rồi, hai cái thứ tóc trên đầu rồi, chẳng lẽ cái chuyện sơ đẳng như vậy đó mà là má phải đợi con nhắc hay sao? Hôm qua nhìn vô mắt ông Hương Quảng á, là má biết ông ấy không có chịu gả con gái cho Khải Duy rồi. Chỉ là lịch sự thôi, cho nên mới giả bộ xin cái lịch hẹn để tìm cớ quảng minh thôi. Chuyện Khải Duy đánh chết người năm đó quá rầm rộ, con nghe là khó đó. Thì đó, má biết là khó cho nên má mới nhọc công đây. Chứ danh giá như nhà mình, đàng hoàng như con á, thì chỉ cần đánh tiếng một cái á, là con gái nó theo hà rầm mà. Má đâu có phải nặng lòng lo. Má thấy đẹp không má? Sao tự nhiên má lại kêu con hôm nay ăn mặc trịnh trọng như vậy? Sao mà tự nhiên được, hôm nay nhà mình có khách. Khách gì mà quan trọng vậy má? Thì con cứ ngồi đi rồi lát nữa con biết à. Dạ. Chị Hội ơi, chị Hội, có nhà không chị? Mời má. Trời ơi, chào chị Năm. Chào chị Năm. Mời chị ngồi. Mời chị Năm uống nước. Uống miếng nước cái đã. Sao rồi? Được không? Đương nhiên là phải được rồi. Nếu không được thì làm sao tôi dám kêu chị với cậu hai đây chuẩn bị chứ. Nhưng mà nhắm được không? Cứ gặp đi rồi sẽ biết. Hạnh Dung, vô đi con. Dạ, con chào bà Hội. Em chào anh. Giang. Dạ. Em nó hỏi con kìa. Dạ. Chào em. Đó, bây giờ chị mới biết cái tài của tôi đúng không? Hạnh Dung. Dạ, cậu hai. Sao em xưng hô với anh khách sáo như vậy? Cứ như thường ngày không được sao? Hay là em còn giận anh? Phận em thấp kém, đâu có dám mơ cao, làm sao mà dám giận cậu hai. Hạnh Dung à, em đừng có như vậy mà. Đừng nói lời cay đắng với anh. Nhưng sự thật là anh đã đi cưới vợ. Anh cũng muốn gặp em làm gì? Chuyện cưới vợ là do má anh ép thôi, chứ lòng anh vẫn yêu em. Hạnh Dung à, hãy nghe anh giải thích. Má anh không có chê em đâu. Chỉ là em tuổi dần, còn anh tuổi hợi, phạm vào tứ hành xung. Dì Năm đã nói cho em nghe rồi, anh không cần phải giải thích gì nữa. Nếu em đã biết sự thật rồi thì sao em lại tránh mặt anh chứ? Mấy lần anh hẹn cũng không ra cho anh gặp mặt nữa. Vì em không muốn chị Sáng hiểu lầm. Với lại dì Năm cũng đã hỏi cưới em cho anh Quang, con trai của dì ấy rồi. Em nhận lời lấy con trai dì Năm sao? Dạ. Tại ba má em biểu, em không dám cãi. Thôi chiều rồi, anh để em về, không kẻo trễ. Tự nhiên con dừng xe vậy? Má, con thấy hay là mình thôi đi kiếm vợ cho Khải Duy đi má. Sao lại thôi? Chẳng lẽ con cũng giống vợ của con, sợ nó lấy vợ rồi tranh giành gia tài của con hả? Dạ không. Con không đời nào nghĩ như vậy đâu. Chỉ là con nghĩ vợ chồng nếu mà muốn hạnh phúc phải yêu thương nhau, chứ cưới theo kiểu mai mối rồi cha mẹ đặt đâu ngồi đó thì không có hạnh phúc đâu. Con đã lỡ nên không muốn chú ba bước theo bước của mình. Ý con nói vậy là trách má không cho con cưới Hạnh Dung phải không? Dạ, con nào dám trách má. Khải Duy nó học Tây về, tính tình nó rất phóng khoáng, nên con e là... Thôi, con đừng có bàn ra nữa. Ý má đã quyết rồi, má không có thay đổi nữa. kính lại cửu quyền thất tổ, ông bà nội ngoại lui bên, xin phù hộ cho thằng Duy của con mau sớm tìm được vợ, sớm sanh con đẻ cái để nuôi dõi tông đường. Sống khôn thác thiên, nhớ phù hộ cho những người còn sống, sớm quên đi chuyện cũ nha ông. Mày đã làm gì con gà của tao? Dạ, dạ cậu ba, con không có làm gì con gà cậu ba hết á. Không làm gì hả mày? Cậu ba ơi, không làm gì mà con gà của tao mới ngày hôm qua còn vẽ sân sởn, sáng nay nó đã lăn đụng ra chết là sao? Nói có phải là mày ghét tao bắt mày coi sóc con gà rồi nên mày cố tình thuốc cho nó chết có phải không? Dạ không, gà của con có lớn bằng trời, con cũng dám làm vậy đâu cậu ba. Chắc là nó bị trúng gió nó chết đó cậu ba. Đúng cho mày. Cậu ba, nói cách gì mày cũng có tội hết. Mày cũng biết con gà này tao mua bao nhiêu tiền không? Ôi cái mạng của mày cũng không bằng cái cửa của nó đâu. Cậu ba, dạ. Cậu ba, lên mày đưa đi. Chết. Còn có mà cậu ba. Chết. Trốn mày chết. Danh mày con gà của tao. Dạ hả? Bị lên! Dạ, dạ, con biết lỗi rồi. Cậu ba tha cho con không dám tái phạm lần nữa đâu cậu ba. Con sẽ đền cho cậu ba mà cậu ba. Con lần thứ hai hả? Mày cũng biết con gà của tao bách chiến bách thắng. Tao phải sang tận Cao Miên để mà mua được nó về đây. Lấy cái gì ra mà đền hả? Nói! Lấy cái gì ra mà đền? Nói! Mày lấy cái gì mà đền cho tao? Không! Không! Chết! Mày lấy cái gì đền cho tao? Lấy cái gì? Lấy cái gì? Lấy cái gì? Cậu ba dừng lại là đi cậu ba. Thằng Lân nó xỉu rồi kìa. Tôi làm bộ xỉu là tao sợ hả? Lấy nước tại cho nó tỉnh. Dạ. Lân, Cậu ba, thằng Lân nó sao? Nó hết thở rồi cậu ba. Má, làm gì mà mới sáng sớm mà đứng thở dài bên bàn thờ của Quyền vậy? Má chỉ cầu nguyện ông bà phù hộ cho nhà mình thôi. Từ ngày chú ba về đây á, con thấy má có đêm nào mà má ngủ yên giấc đâu. Má coi kìa, mắt má thì thâm quầng hết trơn, mặt mày thì chao dao. Con đừng có nói quá. Lo thì có lo, nhưng mà không có đến nỗi như vậy đâu. Mà con á thì có hơn gì đâu. Nghe nói là đã thỉnh cái bàn thờ vô tới trong phòng để thờ đó phải không? Thì con cũng muốn mau sớm sinh con, hoàn thành tâm nguyện của má cho má vui vậy mà. Chứ không phải lo mất phần hả? Má. Má thì sao cũng được hết á, miễn là con chịu sanh cháu cho má là má vui rồi. Muốn sao cũng được hết. Con thì có ý tranh giành gì đâu, chẳng qua là con lo cho cái gia đình này thôi. Má nè, hôm qua con nghe anh Giang nói chú ba lại qua tủ lầu ăn chơi á má. Chuyện này má biết rồi. Má biết rồi mà tại sao má không tính đi? Cứ để như vậy á, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện cho coi. Chuyện gì mà xảy ra? Cái miệng con cứ ăn mắm ăn muối à? Bậy bạ gì đâu á. Miệng con á không có mắm muối trù ẻo chú ba đâu. Chứ nào giờ má không biết á, là tính khí của chú ba hung hăng cọc cằn sao? Không phải là má không có biết, nhưng mà đó là lúc đó còn nhỏ, còn bồng bột. Bây giờ người ta đi Tây cả mấy năm trời rồi, phải thay đổi thôi. Xưa nay người ta nói á, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Má à, con tính vậy hay là má kêu chú ba ra nước ngoài học đi, có khi á còn kiếm được vợ. Chứ ở cái xứ này á hả, không có nhà nào dám gả con gái cho chú ba nữa đâu. Hai. Dạ xin lỗi bà chủ, xin lỗi mợ hai. Xuống bếp liền kìa, còn bà kêu tập trung. Dạ. Để cho bà cho mợ. Hiểm. Dạ. Mày đi đâu mà chạy như ma đuổi vậy? Dạ. Dạ không phải là ma đuổi, mà cậu ba kêu tất cả tụi con xuống cho cậu ba dạy chuyện. Ủa, nó kêu tất cả làm gì vậy? Dạ con không biết nữa. Mà thôi bà để cho con đi đi, chứ không thôi cậu ba tưởng con lề mề chậm chạp quánh con chết trước á. Dạ thôi để con đi. Ủa, thằng Ghi nó muốn gì vậy? Con không biết. Hay là con với má xuống coi sao? Đem vô. Dạ. Dạ. Vậy mày hả? Cậu ba kêu đem cái giường vô bếp chi vậy? Sao vậy biết được? Tụi bay nghe đây, tao sai mang cái giường vô bếp là để cho con Bình nó nằm. Dạ. Dạ. Một mình con Bình mà nó ngủ cái giường bự chảng vậy luôn hả cậu ba? Còn mày, đem hết mền gối của mày cho con Bình. Dạ. Con đưa hết mền gối cho con Bình, rồi con lấy cái gì con ngủ cậu ba? Dạ, con đem liền. Kể từ bây giờ, công việc của con Bình là chăm sóc con gà cho tao. Nó không cần phải làm bất cứ chuyện gì hết. Tao mà biết đứa nào giao bất cứ chuyện gì cho nó là chết với tao. Thưa bà. Duy à, nhà mình bao đời nay á, người ở thấy chuyện á là làm, chứ không có phân công cụ thể cho một đứa nào hết trơn á. Coi gà thì có lúc, lúc nào rảnh tay á thì là làm chuyện khác, hiểu chưa? Đúng rồi đó chú ba. Chú làm như vậy á, rồi người ăn kẻ ở trong nhà họ phân bì, coi làm sao được. Tôi nói vậy đó, đứa nào phân bì tôi lột da nó ra đó. Nhưng mà tại sao tự nhiên mà con lại ra lệnh như vậy? Má, bởi vì con không muốn chuyện cũ lặp lại một lần nữa. Má hiểu không? Con Bình. Dạ. Đi lấy con gà theo tao. Dạ. Con xin phép. Con xin phép. Má, vậy là sao má? Má cũng đâu có biết. Thôi kệ nó đi. Cậu ba ơi, cậu ba, cậu chờ con với. Bị lề mề quá, thả nó xuống. Dạ. Gà ơi, ngoan nha, vô lòng nha. Nè, vô lòng đi. Nè, cu 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 cu. Mày không ghét nó hả? Cậu ba nói con ghét ai? Ở đây có hai người, không lẽ tao kêu mày hay tao bằng nó? Dạ, ý cậu ba hỏi là sao con không ghét bỏ con gà hả? Dạ, nó dễ thương vậy sao mà con ghét nó chưa được. Muốn chi á, nó lại là con gà của cậu ba nữa. Con gà của tao thì sao? Thì con càng phải yêu thương chăm sóc cho nó nhiều hơn, bởi vì nó là con gà quý của cậu ba mà. Mày cũng khéo nịnh quá ha. Con không có nịnh đâu, con nói thiệt á. Con gà này á, cậu ba mua mắc tiền lắm. Cậu ba cũng yêu thương nó. Dĩ nhiên á, con phải coi sóc nó để cho nó mập mạp lên rồi. Phải đứa nào cũng nghĩ được như mày á thì tốt quá. Cậu ba nói vậy là sao? Mà sao tự nhiên cậu ba buồn quá vậy? Mày làm ở đây cũng khá lâu, chắc là đã nghe mọi người kể hết về tao rồi, có phải không? Dạ, con cũng chưa nghe hết đâu. Vậy mày nghĩ gì về tao? Chắc cũng ghét tao như tụi nó chứ gì. Dạ, con không có ghét cậu ba, mà con chỉ... Chỉ sao? Dạ, chỉ sợ thôi. Mày không ghét tao vì mày chưa biết đó thôi. Dạ, mà biết là biết gì vậy cậu ba? Muốn nghe không? Dạ muốn. Nhưng mà con còn phải làm công chuyện nữa, con không có thời gian để nghe cậu ba kể. Tao đã nói với mày rồi, kể từ bây giờ mày chỉ việc chăm sóc con gà cho tao thôi. Dạ. Không có cần phải làm cái việc gì hết. Mới đây mà quên rồi hả? Dạ, con không có quên. Nhưng mà con thấy con gà không nhất thiết là phải coi cả ngày đâu. Con có thể vừa coi gà mà con có thể vừa làm việc nhà được mà. Mày nói như vậy là vì mày chưa biết chuyện thôi. Chuyện gì vậy cậu ba? Để tao kể cho mày nghe. Tụi bay, tất cả đi ra hết đi. Dạ. 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 Dạ, ba. Trời ơi, Duy ơi là Duy, con gây quả rồi đó, hiểu chưa? Quả gì má? Thì một bạn người đó, con biết không? Má, thằng này nó làm chết con gà của con thì nó chết là cũng đáng thôi. Mà chuyện này nó nhỏ xíu à, má làm gì má lo dữ vậy? Má quên rồi hả? Chú của con là tỉnh trưởng tỉnh này, búng tay một cái là xong. Trời ơi, đánh là như vậy, nhưng mà một mạng người đây đâu phải là lần đầu. Hơn nữa cái đám hương chức hội tề nhìn cái cơ hội này nó bươi móc lên cho coi. Con phải giữ uy tín cho chú con nữa chứ. Má, thằng nào mà nó quạnh hẹ mình á, ba đấm vô miệng nó một sấp là sống. Con sao vậy? Vuốt mặt cũng phải nỉ mũi chứ. Hơn nữa cái đám gia nhân, cái chuyện này nó rình rang ra, nó biết hết trơn rồi. Khó lòng mà ếm nhiệm lắm. À, Duy à, hay là con đi du học? Má nói gì vậy? Đi Tây học quá. Má kêu con bỏ trốn rồi hả? Dạ thưa má, Khải Duy này dám làm dám chịu, con có hèn đâu. Bây giờ con ở nhà nè, có thằng nào dám tới bắt con. Trời ơi, không phải là con bỏ trốn, không phải là con cũng muốn đi Tây học sao hả? Nhân cái cơ hội này một công đôi ba chuyện. Nghe lời má đi con nghe. Không có mặt của con á, má dễ ăn dễ nói hơn nha. Trời, cậu ba đánh chết người hả? Chỉ gì? Anh Lân làm chết con gà thôi hả? Phải, bởi vì nó dám làm chết con gà của tao. Trời ơi, nếu mà con làm chết con gà vậy cô ba cũng đánh chết con luôn hả? Cũng chưa biết chừng. Nếu vậy thì chết con rồi. Vậy thì phải chăm sóc con gà cho thật tốt. Dạ. Đừng bao giờ để cho nó chết. Ừ. Dạ. Gà ơi, gà, mày đừng có chết bất đắc kỳ tử nha. Cuộc đời của tao bây giờ là đã gắn liền với mày rồi đó. Nè mày ăn đi, nè ăn đi, nè. Chồng chết. Con chim manh manh nó đậu cành chanh, tôi lấy cái miệng sạch. Cái đạp vậy tôi làm được bảy mâm, tôi biếu ông một mâm, tôi dâng cho bà một dĩa. Bà hỏi con chim gì, tôi nói con chim manh manh. Ngon quá à. Cái trái mít này ngon thiệt luôn á. Trái này mà về mà bóp gỏi là ngon tuyệt vời luôn. Bà với mợ hai mà biết được chắc mình no đòn quá. Vội lắm con, vội lắm con. Mới ra trận lần đầu mà đã thắng con ô long của thằng Phụng Râu rồi. Với phong độ này không bao lâu nữa cậu ba, mày sẽ giành chức vô địch của con ngũ sắc. Lúc đó tao sẽ gọi mày là Long Kê. Mày có chịu cái tên này không con? Ừ? Trời ơi, cậu ba có sao không? Sao trăng cái gì? Xuống bắt con gà cho tao. Dạ. Trời, nhanh. Dạ, tôi cậu ba, con xuống không được. Mày giỡn với tao hả mày? Dạ con không dám giỡn mặt với cậu ba mà con xuống không được thiệt mà. Vậy tại sao nãy mày leo lên được? Dạ nãy con leo lên được mà bây giờ con xuống không có được. Cậu ba giúp con đi. Xuống nhanh, đưa cái chân xuống. Dạ. À, dạ. À, dạ. Dạ, xin lỗi cậu ba. Xin lỗi cái gì? Đi bắt con gà cho tao. Con gà? Nhanh. Dạ, dạ. Đứng lại. Gà ơi, mày đứng lại đi. Ê, gà ơi. Đứng lại. Ê. Xong việc thì đăng đê đê, không có ai làm. Nghĩ sao con bệnh suốt ngày nó ở không, đi chơi với con gà. Bực mình, thấy ghét. Hiểm. Cái gì? Gánh nước ngày nào cũng nghe bà lèm bèm câu này hoài, bộ không thấy chán hả? Kệ tôi. Ủa mà sao không lo làm đi? Đứng đây nhiều chuyện hả? Tôi mét mợ hai đánh đòn bây giờ á. Chấp luôn á. Hở có mét hả? Tôi gánh đầy nước rồi. Mét thì mét đi. Đồ bà chằn. Cái gì? Nói ai bà chằn? Chằn nè. Chằn. Không đặt nha. Ước cậu nè. Chằn hả? Mày làm cái gì vậy? Dạ cô ba. Việc nhà ít quá mà sanh rảnh rỗi hả mày? Dạ con không có. Mày nói không có. Chính mắt tao thấy trành trành mà mày nói không có. Vậy là tao đốm đặt cho mày hả mày? Dạ không. Im đi. Xin lỗi của bà đi, còn nói gì nữa. Cậu ba, cậu ba, con Bình nó làm gì con gà quý của cậu ba kìa. Dạ, 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 con gà của cậu. Con gà sao? Dạ, nó không có sao hết. Dạ, nó chỉ bị lội giò thôi hả. Dạ. Mày làm cái gì vậy? Dạ. Bình ơi, Bình làm gì con gà vậy? Dạ, anh giữ giúp em đi. Dạ cậu ba, con biết là tội của con khó tha. Cậu ba đánh con đi. Cậu ba đánh đi. Chịu nói gì kìa mày, bỏ đó ra cho tao. Tội này á, đáng ra phải nhốt vô lẫm lúa, bỏ đói 3 ngày mới đúng chứ. Chồng em cuối cùng cũng biết lo rồi. Nhưng mà khấn bái không á, thì cũng chưa đủ đâu. Còn phải hành động nữa thì mới có kết quả. Em làm cái gì mà khiếm nhã vậy hả? Không thấy anh đang khấn vái hay sao? Em thấy. Thấy mà sao còn làm chuyện đó? Có biết là tội lỗi lắm không? Thì ra anh sợ em ôm anh rồi trời Phật không có chứng cho anh phải không? Không có sao đâu, mình cầu con mà. Cho nên á, mấy cái chuyện âu yếm trong phòng này không có bị quở phạt đâu. Ai nói với em là anh cầu con? Anh không cầu con, vậy anh cầu cái gì? Anh cầu cho Khải Duy. Cầu cho chú ba. Nhưng mà chú ba đâu có chịu lấy vợ sinh con đâu. Mà anh cầu cho chú ấy làm chi cho mệt. Không phải là anh cầu cho Khải Duy lấy được vợ, mà anh mong cho Khải Duy bình tâm lại, đừng có bị chuyện hồi chiều làm cho kích động. À, thì ra là anh lo sợ chuyện này. Anh nghĩ chú ba sẽ giết con Bình như giết thằng Lân 3 năm trước hay sao? Khải Duy không phải là kẻ sát nhân máu lạnh, chỉ là hơi nóng tánh và khó kiềm chế được cơn giận. Cho nên không được. Anh phải đi khuyên Khải Duy. Không cần đâu, anh đừng có lo lắng quá. Tại sao chứ? Tại vì hồi nãy á, em đi ngang phòng của chú ba, em thấy chú ba đã ngủ rồi. Ngủ rồi sao? Phải, đã ngủ thiệt rồi. Em không có nói dối anh đâu. Nè, kệ chú ba đi, lo chuyện của mình trước đi anh. Chuyện của mình là sao? Là cái chuyện xin cháu cho má đó. Cậu ba, con Bình nó làm gì con gà quý của cậu ba kìa? Dạ, con gà của cậu. Con gà sao? Dạ, nó không có sao hết. Dạ, nó chỉ bị lội giò thôi. Dạ. Đủ ăn hại. Hết thằng Lân tới con Bình, dám hại con gà của tao. Tưởng tao không dám làm gì mày sao? Gà ngoan nha, để chị bó thuốc cho em mau lành nha. Tội nghiệp quá à. Chắc em đau lắm phải không? Chị bỏ thuốc cho em á. Thương em quá à. Để chị ôm cho em nằm ngủ nha. Thì ra nó không giống như thằng Lân. Không phải vì ghét mình mà trả thù lên con gà. Khuya rồi, cậu ba đi đâu vậy? Con tưởng ăn trộm. Tao xuống tao đánh đòn mày chứ làm gì? Dạ. Mày tưởng vậy là êm hả mày? Dạ, con biết là cậu ba chưa có bỏ qua cho con, nhưng mà con không nghĩ là đêm hôm khuya khoát như vậy cậu ba còn đi kiếm con đánh đòn. Mà khoan, để con cho con gà vô lòng đã, chứ nó mới vừa bị lội giò, nó còn đau lắm cậu ba. Cậu ba chờ con nghe. Cậu ba muốn trừng phạt con sao con cũng nghe hết đó. Nhưng mà có điều này con xin cậu ba được không? Điều gì? Dạ, cậu ba có đánh con á, cậu ba đánh nương tay được không? Con chưa muốn chết giống anh Lân đâu. Đã tao giận lên rồi, làm sao tao đánh nương tay được? Thì bây giờ con làm cái này cho cậu ba bớt giận rồi cậu ba đánh con. Mày định làm gì cho tao bớt giận đi? Dạ con... À, con hát được không cậu ba? Hát hả? Dạ. Cũng còn tùy. Nhưng mà nè, hát hay hay hát dở, có làm cho tao vui lên được không? Dạ, con có bài này nè, con chưa hát bao giờ hết. Hôm nay con hát cho cậu ba nghe nha. Âu ơ dí dầu, cậu ba ơi đừng đánh con đau, để con bắt ông hái rau cậu nhờ. Cậu ba đừng đánh con khờ, để con hát bội nhờ. Âu ơ để con hát bội, làm đào cho cậu ba coi. Cậu ba, con hát bài này làm cậu buồn ngủ hả? Nhưng mà nè. Dạ. Tao buồn ngủ chứ tao vẫn đánh đòn được đó nha. Dạ. Vậy thôi cậu ba đánh đi, rồi cậu ba về phòng ngủ đi, chứ ở đây dơ dữ lắm. Đứng thẳng lên. Dạ. Bây giờ mày có muốn tao tha không? Dạ muốn, dạ muốn. Mày phải làm theo lời của tao thì tao sẽ tha cho mày. Dạ, cậu ba muốn con làm gì con cũng làm hết á. Lên phòng hát cho tao ngủ. Hả? Cậu ba nói gì vậy? Tao nói là mày lên phòng hát tru cho tao ngủ. Bộ mày điếc hả? Dạ con không có điếc, nhưng mà con thấy là cậu ba già đầu vậy rồi mà còn đòi hát ru, con thấy. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ mày muốn lên phòng tao hát tru cho tao ngủ hay là 100 rồi? Dạ. Mày muốn cái nào? Mày muốn sao? Dạ, dạ con muốn hát ru. Dạ. Vậy thì đi. Đi liền hả cậu ba? Dạ dạ con đi liền. Con đi liền mà. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi buổi tối mày phải hát ru cho tao ngủ. Chỉ vậy thôi hả cậu ba? Phải. Chỉ cần mày làm cho tao ngủ được thì coi như là mày xong chuyện. Tưởng chuyện gì chứ chuyện này dễ ợt. Ru người khác ngủ là nghề của con mà. Ru tao ngủ không có dễ đâu đó. Dạ chuyện này thì con không có sợ. Tại vì hồi nhỏ con chuyên gia đi giữ em bé cho người ta. Dù đứa con nít nào khó ngủ tới đâu á, thì con hát mấy câu thôi là nó lăn đùng ra ngủ khò khò luôn. Để tao coi. Đừng có nói trước. Dạ. Vậy thì cậu ba cứ thử đi. Con ru một hồi á, thế nào cậu ba cũng ngủ liền nha. Nếu như mày có thể làm cho tao ngủ trong vòng 15 phút, tao sẽ xóa cho mày cái tội làm bị thương con gà. Thiệt hả cậu ba? Nếu vậy á, con ru cậu ba ngủ liền nghe. Cậu ba cứ nằm xuống đi, con ru cậu ba ngủ. Mà khoan. Dạ. Nếu như quá 15 phút mà tao chưa ngủ được thì 100 trôi vẫn còn nguyên. Dạ con biết rồi. Cậu ba đợi con chút nha. Còn có bí quyết á. Mình đang làm cái gì vậy trời? Chắc tại mất ngủ lâu quá, chắc bị điên rồi. Nhưng mà không ngủ được, có đứa để mình hành hạ cũng vui. Dạ con xong rồi nè cậu ba. Mày tính làm gì? Dạ thì bây giờ cậu ba cứ nằm xuống nhắm mắt lại đi. Đứng đó quạt sao mát. Ngồi lên giường đi. Trắng chìm đám mây, đôi ta cánh trở đôi ta cánh trở về đây. Anh đi đây, em đặt rau cho. Thôi thôi thôi, tôi làm được rồi. Bình kiếm việc khác làm đi, mà ở đây không có gì cho Bình làm đâu. Chị dì Bảy. Gì con? Có gì cho con phụ không? Sáng giờ con không có mận gì, con thấy tay chân mình thừa thải quá. Con muốn phụ dì phải không? Dạ. Vậy con lấy cái nồi này đi ra ngoài múc vô cho dì nồi nước để nấu khoai. Dạ. Đây nè dì Bảy. Được rồi, tốt. Vậy sẵn đây á, con ra con ôm mớ củi vô đây cho dì luôn đi. Dạ. Dì Bảy. Cái gì? Không phải là con ghét bỏ gì chị Bình hết á, nhưng mà con muốn nhắc cho dì nhớ là chị đang đắc tội với cậu ba, thiếu cậu tới 100 roi lận đó. Lát nữa mà cậu xuống mà cậu thấy á, là dì bị liên lụy luôn đó. Con nhỏ này. Đúng rồi đó. Con Bình á, nó là sao chổi, ai mà dính tới nó là sẽ bị liên lụy. Đúng rồi đó dì. Thì ra mọi người không cho em phụ á, là vì lý do này á hả? Mà mọi người đừng có lo, 100 roi của cậu ba á, em đã trả hết hồi tối hôm qua rồi. Hả? Cái gì? Thiệt hả con? Dạ. Nè mày đừng có xạo mày. Xưa giờ cậu ba mà đánh đòn hả? Không chết thì cũng tan xương nát thịt, có đâu mà lành lặn trở về như vậy. Em nói thiệt mà. Hiểm. Dạ cậu ba. Cậu ba. Ý mày nói tao là hạng người độc ác chứ gì? Dạ không cậu ba. Tại vì con Bình nó nói láo. Nó kêu là nó trả xong 100 roi cho cậu ba rồi, cho nên con mới... Bình. Dạ. Đại biểu. Dạ. Dạ cậu ba. Đem gà này nhổ lông nấu cháo đi. Sao lại nấu cháo vậy cậu ba? Con gà này là con gà quý của cậu ba mà. Con gà này bị gãy chân đứt cửa rồi đâu có đá được đâu. Ủa mà mày sanh cái tật dám cãi lời từ khi nào vậy mày? Dạ con... Biểu nấu thì nấu đi. Dạ nhưng mà con thấy nó tội nghiệp quá, con không dám cắt cổ nó. Thì nếu mày không dám làm thì kêu con Hiểm nó làm. Nấu cháo xong đem cho cái đám ngỡ ăn hết đi. Dạ. Ê mọi người nghe gì không? Cậu ba kêu nấu cháo gà cho tụi mình ăn đó. Hôm nay mình có cháo gà ăn rồi. Vui quá ha. Mừng quá. Ê mọi người thấy có gì lạ không? Con gà quý của cậu ba mà bây giờ đem ra nấu cháo cho mọi người ăn, rồi không có phạt tội em Bình nữa là sao ta? Em đã nói rồi, tội của em á, em đã trả hết cho cậu ba hồi tối hôm qua rồi mà. Em nói thiệt. Còn bây giờ em đi mần gà cho mọi người ăn ha. Dạ dạ cảm ơn. Tụi đây. Mày không nghe cậu ba nói là để tao mần hả? Chị mần cũng được. Vậy em giặt đồ phụ chị nha. Không cần. Em Bình, em Bình. Hiểm nó không cần giúp đỡ gì đâu. Em qua đây, qua đây. Qua đây phụ anh. Dạ. Phụ tôi lặt rau nữa nè. Dạ. Để em phụ anh lũ, xong rồi em qua em phụ. Hôm nay em rảnh nguyên ngày mà, em sẽ phụ mọi người. Nhớ nghe. Đôn đốc cho mấy đứa nhỏ sắp xếp công chuyện. Ra đây rình mò ai vậy? Dạ con rình. Mà má, Má định đi đâu mà má ăn bận chỉnh tề quá vậy? Cô nhớ bữa nay ở trong xóm đâu có đám nào đâu. Bộ có đám mới mặc đồ đẹp hả? Má qua nhà chị Hương Quảng tính chuyện cưới hỏi cho thằng Duy đó, được không? Mà sáng giờ cô có thấy thằng Duy đâu không? Tối hôm qua má đã dặn trước rồi, sáng ra vậy cô không thấy nó đâu hết trơn á. Hỏi mấy đứa gia đình nói thì nói cậu ba ra ngoài vườn đây nè. Vậy mà kiếm nãy giờ cũng không thấy nữa. Má kiếm chú ba hả? Qua đây còn chỉ cho má coi. Nè, từ từ đi, níu kéo văng áo tôi hết. Nhăn một chút không có sao đâu, qua đây coi đi. Mà cái gì vậy không biết nữa, đi đâu vậy? Nói như vậy á, một lát cậu ba qua nhà bà Hương cho người ta coi mắt đó hả? Cái gì mà cho người ta coi mắt? Là tao đi coi mắt người ta, biết chưa? Mình coi mắt người ta thì mình phải để người ta qua nhà mình cho mình coi mắt chứ. Còn cái này á là mình đi qua nhà người ta mà. Với lại đâu phải lần đầu đâu. Không phải lần đầu là sao? Là nhiều lần lắm rồi. Con nghe mấy người kia nói á, cậu ba á, vì chuyện giết chết anh Lân á, nên là bây giờ á, khó cưới vợ lắm. Cô gái nào thấy cậu ba á, cũng sợ, giống như sợ cọp vậy đó, đúng không cậu ba? Đứa nào nó bậy nó bạ, tao cắt lưỡi hết nghe chưa? Làm như có cái chuyện tao khó cưới vợ. Con gái sắp hạn là cái đống kìa, tao còn chưa thèm nữa. Con cũng mong vậy á. Mà nè, cậu ba đi gặp người ta á, nhớ ăn nói nhỏ nhẹ một chút nha. Ráng chịu khó cưới vợ về cho bà vui nghe. Còn phải coi tao có vừa mắt không đã. Đó, má thấy chưa? Má có đuôi đâu mà không thấy. Má, cái gì? Má thấy sao má tỉnh mơ vậy? Tỉnh mơ là sao? Tỉnh mơ là không lo lắng chút nào hết. Tại sao má phải lo lắng? Trời đất ơi, bộ má thấy mà má không có hiểu gì sao? Má nói má đã thấy rồi. Bây bữa nay sao vậy? Ý con không phải vậy. Ý con là bộ má không thấy gì lạ hay sao? Lạ chỗ nào? Má thiệt là, má đúng là vô tâm vô ý. Cái chuyện này á, nó rần mấy bữa nay rồi mà má không có biết gì hết trơn hết trội à. Tao nói thiệt nha, tao bực bi lắm à. Chuyện gì á thì cứ nói quịch tẹt nó ra đi, vòng qua vòng lại, vòng tới vòng lui, mệt quá à. Mấy bữa nay á, kẻ ăn người ở trong nhà cứ rì rầm bàn tán chú ba cư xử khác thường lắm. Dạ, được lắm rồi. Mà lại còn rất đẹp trai nữa. Tao đi nha. Dạ. Chúc cậu ba gặp được người ưng mắt. Có cái chuyện này thiệt hả? Dạ thiệt. Công lý nào ta? Mới đầu con nghe, con cũng thấy khó tin với má vậy đó, cho nên con mới bỏ công ra rình mò đấy nè. Thiệt đó má, chú bà đối xử dễ dãi với con mình lắm. Chuyện con gà đó, gặp người khác là bị đòn nát thay rồi. Mà má coi, con mình nó nhỡn nhơ ra đó, có bị roi nào đâu. Mà má, con còn thấy mỗi đêm chú ba còn kêu con mình vô phòng hát ru cho chú ba ngủ nữa đó. Chuyện này á thì má biết rồi. Chồng con á nói á là tại thằng Nhi nó đi nước ngoài về, cho nên á là trái múi giờ gì đó, nó ngủ không được. Nó mới kêu á con mình qua hát ru cho nó dễ ngủ vậy thôi, hiểu chưa? Nhưng mà trai gái gần nhau, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi.